Em xin kính chào tất cả anh em mình đã quay trở lại và theo dõi kênh Đăng Khoa Audio nha. Clip này thì em sẽ test và quay nội thất phía bên trong ha. Cái bộ Boss 501X nha anh em nha. Mời anh em mình nghe trước đoạn nhạc nha. Bộ này đánh rất là khỏe đó anh em ạ. Đánh rất là dữ luôn anh em nha. Anh em mình vừa nghe em test xong một đoạn nhạc mạnh trên cái bộ Boss 501X này nha anh em. Đó thì anh em mình có thể nghe được cái tiếng trống, tiếng trầm từ cục súp này đánh anh em ha. Và hai con Cube phía trên, lo Cube trên thì anh em có thể xoay điều hướng được cho anh em nha. Lo rất là đẹp ha. Lo thì xin nguyên bản hoạt động tốt. Thì bây giờ em sẽ test cho anh em mình nghe đoạn nhạc vàng ha, nhạc đoạn nhạc rumba nha anh em. Đó thì nó đánh nhạc rumba cũng cực kỳ hay luôn anh em ha. Mời anh em mình nghe đoạn nhạc nha. Tuyệt vời luôn em ạ. Tôi với nàng hai đứa nguyện yêu nhau tha thiết từ đây cho đến ngày bạc đầu. Rồi, như vậy thì anh em mình vừa nghe xong thêm một đoạn nhạc thứ hai em test trong video này ha. Thì phần test nhạc đã kết thúc nha anh em. Và bây giờ thì em sẽ quay tổng quan về loa và em sẽ khui ra cho anh em mình xem nội thất phía bên trong con súp này nó như thế nào ha. Để cho anh em mình có thể xem nó rõ ràng từ bên trong tới bên ngoài luôn nha. Thì bộ phận phía trên là hai cái cặp loa Cube xí ngầu nha. Thì anh em mình thì có người kêu Cube, có người kêu xí ngầu ha. Và cái này thì anh em có thể xoay được nha. Anh em có thể xoay điều hướng được nè. Đó. Đây anh em ha. Anh em có thể xoay và bên đây cũng vậy nha. Đó, hai bên đều vậy nha. Và con này ở trên này gỡ ra được anh em nha. Con Cube ở trên gỡ ra được ha. Nó gỡ gời ra được nha. Và mặt trước thì nó sẽ có một cái chữ Boss ha. Boss. Đó, nguyên bản nguyên zin hết, lưới rất là đẹp nha. Đó, tổng thể hai cái đây anh em ạ. Đây em sẽ quay cho anh em mình xem ha. Thì em đang quay ban đêm anh em nha, đang quay ban đêm. Hơi thiếu sáng xíu ha. Thì ở đằng sau đây ha, đằng sau thì anh em mình có thể thấy nè, để em nghiêng lên cho anh em mình dễ xem hơn nha. Đó, Boss model là 501X ha. Đó, đây anh em. Rồi, số series đồ các kiểu ha. Lo thì nguyên bản nguyên zin và hoạt động tốt hết cho anh em mình nha. Nguyên bản nguyên zin và hoạt động tốt hết. Đó. Đây thì có một cái công tắc nữa ha. Khi mà anh em mình bật tắt thì cái tiếng giải cao có thay đổi nha. Anh em mình về mình bật như thế nào mình nghe nó ok thì mình để ha. Đó. Tất cả lo là em bao xin nguyên bản hoạt động tốt hết cho anh em mình nha. Đây, tổng thể sau khi em đã tháo rời hai cái lo Cube ra nha. Đó, thì nó sẽ có một cái jack 6 ly và một cái ngàm như thế này. Để anh em có thể quay được ha. Và cái jack 6 ly này nhiệm vụ của nó là sẽ tiếp xúc tín hiệu từ cái dưới lên cái trên nha anh em. Đó. Còn vành tròn này là để anh em có thể xoay được ha. Đó, xoay được. Và bộ phận lưới đây ha. Bốn cái lưới đều có bốn chữ Boss. Rất là đẹp, rất là xinh luôn ha. Rồi, em sẽ bỏ bộ phận lưới qua một bên ha. Đó, như vậy thì đã xong bộ phận lưới và tới bộ phận màn lo Cube cho anh em mình. Thì đây anh em có thể thấy ha, màn lo đây. Đó, cái thứ nhất ha, rất đẹp nha. Keo chỉ đó là nguyên rin hết nha. Anh em mình thấy cái keo nó dán không đều gì đó. Chứ nó là keo rin nha anh em. Và cái màn lo của nó thì hãng người ta làm hộp ha. Để tái tạo cái âm cao tốt nhất anh em nha. Đó. Con này thì dạng lo toàn giải anh em. Nó hỗ trợ từ giải trung ha, cho tới giải trép cực kỳ hay.
anh em mình phối ghép nghe nhạc và karaoke đều được ha. Ở cái bộ này thì anh em mình sử dụng karaoke nhẹ nhẹ trong phòng đâu đều rất là ngon, hoặc anh em mình sử dụng nghe nhạc rồi tiếng bass đánh rất là bạo lực và ấm ha, trong cái đường kính thì nó rất là tuyệt vời luôn. Đó, cả bốn lo đều zin đét và đẹp hết nha, keo chỉ đâu là nguyên zin hết nha anh em. Đó, anh em mình chơi lo boss thì nhìn qua một phát thôi là đã biết rồi nha. Đó, thì cái lo ha, cái lo thì nó sẽ cái này nằm ở dưới ha, và cái này ha, cái này là sẽ ghim xuống như thế này nè anh em nha. Đó, đây thì cái này mà anh em mình muốn cho nó dễ, lúc mà anh em mình tháo ra hoặc anh em mình lắp vào thì anh em mình dặn nhẹ vậy nè ha, anh em mình vừa dặn vừa đè xuống nha, và dịnh cái dưới ha, một tay dịnh ở dưới, một tay dịnh cái trên. Đó, vừa dặn vừa đè xuống ha, tại em đang quay em thao tác con tay nó hơi khó xíu anh em nha. Ở đây nè, anh em mình đừng có đè thẳng xuống luôn. Đó, cái này mình muốn giữ cho nó bền nữa ha. Đó, thì mình phải hiểu ý nó ha, mình vừa xoay nhẹ và mình đè xuống ha, vừa xoay nhẹ và đè xuống là được nha anh em. Rồi, thì em sẽ bỏ bộ phận lo cube qua bên nha. Lo cube em đã quay xong rồi, giờ tới bộ phận thùng vách của con lo sub ha, và cuối cùng em sẽ tháo ra cho anh em mình xem phía bên trong của con sub này nó có cái gì mà lại đánh kinh khủng như vậy ha. Thì bộ lo này nãy em test rồi, nay mình nghe thì nay mình nghe rất là hay đúng không? Đó, nghe rất là tuyệt vời luôn. Cái này hãng người ta có thiết kế mấy cái ren, ren bắt ốc ren nhuyễn anh em, để anh em có thể bắt đâu đó bắt ha. Đó, góc cạnh thùng vách đây anh em nha, góc cạnh thùng vách đây. Cái này nhìn nó giống như chất liệu da vậy anh em, nhìn rất là đẹp nha, rất là đẹp. Đây góc cạnh thùng đây anh em, bộ này rất là đẹp luôn ha, bộ này rất là đẹp luôn. Cái chân nó nằm phía dưới anh em nha, và mở cũng phía dưới luôn. Và đây là bộ phận lỗ hơi nè. Đó, bộ phận lỗ hơi thì quá quen thuộc rồi. Lúc nãy thì em đã quay cho anh em mình xem rất là nhiều rồi ha, để em dựng đứng cái thùng lên ha, dựng đứng cái thùng lên cho anh em mình có thể xem được cái bộ phận ở phía mặt sau anh em nha. Đó rồi, đây là bộ phận ở phía mặt dưới cho anh em nha, mặt dưới. Đó thì ở đây thì sẽ có trạm lo này ha. Đây thì người ta có để nè, cube speaker nè. Đó. Thì tức có nghĩa là cái cổng này là cổng rai để ra lo cube ha, và cổng ở đây là cổng led ra lo cube. Và dưới này là hai cổng của amply in vào nha, hai cổng của amply in vào, rai và led ở dưới này. Đó, có cộng trừ hết luôn. Và đây là bộ phận cái tem của có con sub này ha, boss model là 501X nha anh em. Đó. Đây thì tổng thể toàn bộ cái thông số đây, anh em mình có thể chụp lại màn hình để xem hết tất cả các thông số này nha. Đó, đây anh em mình có thể xem rõ chi tiết ha, anh em có thể tạm dừng lại video để xem tất cả chi tiết. Rồi, và số seri đây ha, đó. 7090262 anh em nha. Đó. Hàng thì hàng USA xịn nha anh em, hàng USA xịn ha. Đó. Bên em thì chỉ bán boss xịn thôi anh em, sưu tầm được bao nhiêu bán bấy nhiêu nha. Rồi, anh em mình muốn xem phía bên trong á thì hãng ở đây thiết kế nguyên một dãy ốc này anh em nha. Đó, nguyên một dãy ốc đây. Và giờ em sẽ tiến hành em tháo ra ha, tháo ra cho anh em mình xem phía bên trong, và anh em mình lưu ý phải mở thêm hai con này nữa mới tháo ra được nha. Và đây là bộ phận phía bên trong thùng ha. Đó, anh em mình thấy hay đi hai đường dây là biết hai con bass sub nào phía bên trong rồi. Và đây là bộ phận phân tầng anh em nha. Phân tầng kèm nó bóng đèn bảo vệ ha, nữa cầu chìa thu phục hồi, tủ ha, nó seal và trở, và những cái keo ha, nguyên zin của hãng người ta niêm phong lại anh em nha. Đó, những cái keo zin đét của hãng hết nè ha, những cái keo đây zin nguyên bản hết cho anh em mình nha. Đây bộ phận phân tầng và phía bên trong thùng đây ha. Giờ nãy anh em mình thấy mấy cái lỗ mà bắt hãng người ta bắt cho anh em mình mấy cái lỗ này mà có thể treo cái ren nghiện anh em ha, nó cực kỳ chất lượng luôn nha anh em. Mình nhìn phía bên trong à ha, phê luôn anh em ạ. À, và bông ha, bông này là bông xịn của hãng Boss luôn nha anh em, chứ không phải là bông hàng chợ nha. Bông này là nhìn nó rất là mịn anh em ha. Có nhiều anh em mình mới chơi anh em mình nhìn mấy bông trắng này tưởng là bông thay thế, không không phải đâu ha. Bông hàng xịn nhìn nó mịn, nó đã lắm anh em ạ nha. Em quay cận cảnh cho anh em mình xem nè. À, rất là mịn ha. Rồi, và phía bên trong này là bộ phận cũ Boss ha, Boss Mỹ nha anh em. À, phía bên trong này là cái cũ còn 7 màu đẹp long lanh luôn anh em ạ nha. Cũ bên đây cũng vậy anh em. Bass này, bass nó tầm chắc khoảng 16 hay sao anh em nha, khoảng 16 ha. Thì mấy cái mực bút lông này là nguyên zin của hãng Boss ngày xưa người ta làm, người ta vẽ lên nha, người ta ký hiệu gì đó ha. Hãng Boss người ta hay ghi bút lông lên vậy lắm, có thể là bút xanh ha, xanh dương, xanh lá hoặc là màu đỏ, màu tím đó. Và những mấy cái bát này là gân rin nha em, gân rin em đã kiểm tra rồi, gân còn xài rất là ngon nha. Và những cái keo này ha, những cái keo niêm phong nguyên zin của hãng nè anh em, mình thấy cái bát này chưa tháo ra lần nào nha. À, bát này chưa tháo ra lần nào luôn, nguyên bản nguyên zin hết nha, những cái keo niêm phong là còn nguyên hết nè. Đó, cái bên đây cũng vậy anh em nha. Đó. Đây. Mấy keo niêm phong, mấy keo này là keo giòn ha, keo giòn. Đó.
Rồi tổng thể phía bên trong đây, củ lò sáng giới đẹp kèn luôn. Và cái đường hơi của nó ha, một ống là đi ở phía dưới củ lò nha, nó còn một ống ha, còn một ống là đi trên cái mặt lò này, nó ngăn ha. Đó, anh em mình nãy giờ tưởng là hai cái đường hơi nó đi chung một chỗ đúng không, nhưng mà cái phân biệt riêng ra nha, một cái cho cái màn lò ha mẹ, cái đường hơi đi cho màn lò, một cái đường hơi đi cho ở phía dưới màn lò ha. Đó, cái trên cái dưới nè, đây này gọi là song kiếm hợp bích song kiếm hợp bích nha anh em nha, rất là đánh rất là dữ luôn. Đó, đơn giản nha, tiếng rất hay ha. Rồi thì bộ này nãy em test rồi ha, anh em mình nghe rất là hay. Đó, thì chơi loa, cái loa nó hay là một vấn đề rồi anh em ha, và cái nguồn nhạc của anh em mình phải lấy từ những cái thiết bị nó cho ra cái nguồn nhạc tốt nữa ha. Anh em mình nghe nhạc mạng ha, thì cũng phải tùy thiết bị nó cho ra nguồn nhạc khác nhau nữa nha, và bộ phận rề âm ly đồ các kiểu nữa ha. Có đôi khi bộ loa hay nhưng mà anh em mình ghép những con âm ly không hay á, hoặc là tín hiệu nguồn nhạc không tốt á ha, thì nó sẽ tiếng nó cũng sẽ giảm hay rất là nhiều anh em. Rồi thì cái bộ boss 501 này ha, bao gồm một con súp như thế này ha, một con súp như này đó, và một cặp cube ha, cặp cube lúc đầu quay nè đó. Nguyên một bộ này giá là 5 triệu anh em nha, lo nguyên zin nguyên bản hoạt động tốt hết cho anh em mình nha, giá là 5 triệu bộ này ha. Bộ này anh em mình mua về chỉ cần cắm vô âm ly và chơi thôi, và đi theo bộ này thì em sẽ tặng kèm cho anh em mình nha, tặng kèm cho anh em mình là hai cọng dây bãi luôn anh em nha, hai cọng dây hay dây xịn luôn á. Cộng là 1m8 nè ha, đó, hai cộng này là 3m6 nè, đó em sẽ tặng kèm theo cái bộ này. Cái bộ này bởi em mua về là nó không có dây này đâu nha, đó, nhưng mà dây này em mua em sưu tầm về được ha, thì em tặng kèm cho anh em mình nha, đó, tặng kèm cho anh em mình theo bộ này ha, 3m6 dây ha, đó, 3m6 dây, mỗi bên 1m8 về nên mình câu chơi nha, rồi và lo thì tất cả là em bao riêng và bao hoạt động tốt hết, giá 5 triệu cho trọn bộ này nha, anh em mình mua về thì chỉ việc cắm âm ly và chơi thôi ha. Dòng loa Cube 501 này tiếng rất là hay anh em ạ nha, tiếng rất là sáng, rất là tốt luôn. Và con súp này thì nãy đánh thì anh em mình thấy rồi đó ha. Và clip em xin được kết thúc tại đây nha. Em xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em mình trong clip tiếp theo nha.